Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện Radio Góc Cảm Xúc. Ngọc Diệp rất vui khi lại được gặp các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn thân mến, để lắng nghe những bộ truyện hay và hấp dẫn trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh. Cũng đừng quên like, share để nhiều người cùng theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Tôi tên là Na, tôi sinh ra và lớn lên ở Cao Bằng. Bố mẹ tôi làm nông nên vất vả, nhà tôi nghèo lắm. Bố mẹ tôi chịu khó làm cũng chỉ đủ ăn thôi. Thế nên chị gái tôi phải nghỉ học sớm để phụ giúp bố mẹ. Tôi là con út nên được bố mẹ cho đi học nhiều hơn chị gái. Chị gái tôi ngoan, hiền, chịu khó lắm nhưng không hiểu tôi tình giống ai mà tôi không muốn làm đồng ruộng đâu. Ngay từ bé, tôi đã có tư duy trong đầu là phải thoát nghèo. Tôi không muốn sống theo cuộc sống nghèo khổ như bố mẹ và chị gái. Trời thương tôi có nhan sắc hơn người, tôi lại biết làm đòm nữa, nên năm lớp 8 tôi đã xin tiền chị gái để mua son phấn rồi. Lúc đó đám chơi làng đã ngấp nghé tôi. Đi học về, tôi thường là cả đi chơi với chúng bạn vì tôi không muốn về nhà sớm, nên bố mẹ bắt tôi ra đồng làm cỏ. Mà làm cỏ thì hỏng hết móng tay, thế nên ngoài việc đi học ra, tôi không phụ giúp mẹ tôi làm việc gì hết cả. Mẹ tôi nói tôi không làm được bà xử tôi là Không làm mà muốn có ăn thì thì chỉ có đi làm đĩ thức con ạ à. Lúc đó tôi còn gần cổ lên cãi Làm nghề đó mà có nhiều tiền thì con cũng làm còn hơn là làm ruộng Mẹ ức lắm bà cầm trồi đuổi định đánh tôi Bà nói tôi không được nên cũng chán luôn không buồn nói nữa Thì thoảng bà lâu bầu rồi chửi Sao tôi đẻ được hai đứa con mà tính chúng lại trái ngược nhau thế này Đứa thì ngoan hiền chịu khó, Đứa thì lười như hủi thế này. Năm tôi học lớp 9, thấy mấy chị trong làng đi làm ở thành phố về, ai cũng nhiều tiền, ăn mặc đẹp. Tôi nghe người ta kể, các chị về thành phố làm 2 năm là đủ tiền xây nhà cho bố mẹ. Tôi mới bàn với chị gái. "Học xong lớp 9 em về thành phố xin việc làm chị ạ. À? Em sẽ đi làm kiếm tiền về xây nhà mới cho bố mẹ, nhà mình sẽ không phải sống trong ngôi nhà rột nát này nữa." Chị gái tôi liền nói, "Mẹ không cho em đi đâu. Tại sao ạ?" À? vì người ta đồn là mấy chị trong làng lên thành phố để làm gái đấy. Tôi thử sai, làm gái cũng được chứ sao, đó là cũng một nghề mà, chứ mình có đi ăn cắp ăn trộm tiền của ai đâu mà sợ, mình bỏ sức bỏ vốn của mình ra mà chị. Không được đâu, làm gái về làng thì không ai lấy mình đâu. Em thà không lấy chồng còn hơn, lấy mấy cái thằng nghèo chê răng dưới cát tút đấy, em thế nhất định em phải giàu lên chị ạ. À. Thế rồi học xong lớp 9, Tôi đã bí mật chuẩn bị đồ để về thành phố, tôi đi lúc nửa đêm nên nhà tôi không ai biết cả. Xuống tới thành phố tôi mới gọi điện về, cho nhà chị gái để yên tâm. Lúc đó bố mẹ tôi và chị gái cũng mất lực, không nói được nữa nên mẹ tôi đành nhắn nhủ. Xin việc tử tế mà làm con ạ, à. bố mẹ không cần tiền của con đâu, nếu vất vả quá thì về đây với bố mẹ con nhé. Tôi trả lời để bố mẹ yên tâm, vâng con biết rồi. Thế là tôi đã có mặt ở thành phố với cái ba lô quần áo và 800 000 tiền mặt mà tôi tiết kiệm được. Việc đầu tiên là tìm nhà trọ để ở. Ở thành phố tôi chẳng quen biết ai, nhưng vốn tính không biết sợ là gì. Tôi hỏi chú xe ôm, rồi chú chở tôi đến khu trọ bình dân. Nhưng ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ, phòng trọ nào rẻ nhất cũng một triệu, chưa kể tiền điện, tiền nước. Trong túi tôi chỉ còn 700, vì tôi ăn bát phở 30 000 và trả cho chú xe ôm 70 000 rồi. Tôi liền vào hỏi chú chủ trọ và thuê phòng Chú nói đặt trước một triệu rồi ở Tôi mới đưa cho chú có 500 ngàn Và nói dối là Chú cho cháu nợ vài hôm Rồi chị gái cháu gửi tiền xuống Rồi cháu đưa chú ạ à. Ông chủ trọ nhìn tôi nghi ngờ Chắc chắn nhé Vậy muốn Vậy mấy hôm nữa để chú sang đấy Vâng ạ Cuộc sống nơi thành phố không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ Với 200 ngàn trong túi Tôi mua cơm với nước lọc uống chỉ hơn hai ngày đã hết sạch. Không còn có đồng nào để sắm đồ sung nữa. Bắt đầu lo lắng, lấy đâu ra tiền để tồn tại ở đây bây giờ. Chiều hôm đó bụng tôi đói meo, vì từ sáng tôi chưa được ăn gì cả. Chú chủ nhà trọ đưa một gia đình mới tới nhận phòng ở ngay cạnh phòng tôi. Mới sang ngồi ở cửa, chờ chú đi qua tôi liền hỏi. Chú ơi, chú quay lại. Sao, có tiền trả chú dễ á? À? Không, cháu đói quá, nhà chú còn không nguội không ạ? À? Chú cau mày nhìn tôi. Đói sao không đi mua đồ mà nấu ăn? Dạ cháu không có tiền. Chú mới ngó vào trong phòng, thấy phòng trống trơn, đồ đạc chưa có gì cả. Ông ấy thở dài. Đói à, ở đây, chờ chú về lấy cơm cho. Tôi mừng rỡ vào phòng nằm đợi. Năm phút sau chú quay lại với một bát ô tô cơm đầy thịt. Đây, ăn đi không đói. Thế chị gái chưa gửi tiền cho à? Tôi vừa ăn và xù xì khóc. Cháu nói dối chú đấy. Cháu mới ở trên vùng cao xuống, cháu không có tiền và chưa tìm được việc gì làm chú ạ. Thế thì mai kia lấy tiền đâu mà sống ở đây hả? Đi xuống phải mang nhiều tiền chứ. Nhà cháu nghèo lắm, cũng không có tiền để mang theo đâu chú ơi. Chú nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân rồi hỏi, thế cháu bao nhiêu tuổi rồi để chú xin việc cho? Dạ cháu 16 ạ. Chú tròn xoe mắt nhìn tôi. Còn chưa đủ tuổi thì công ty họ không nhận đâu, còn ít tuổi thế sao không ở nhà mà lại xuống đây mà làm gì? Tôi liền nắm lấy tay chú để năn nỉ. Chú ơi, chú giúp cháu đi. Chú tìm cho cháu một công việc mà họ không tính tuổi ấy. Sau này cháu sẽ trả ơn chú mà. Chú chủ nhà trọ nhìn ngực tôi, rồi lại nhìn tới tôi, rồi gật đầu. Được rồi. Dạ, cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Chú vỗ mông từ cây đét và nói nhỏ. Có muốn chú cho tiền tiêu không? Cần thì cứ nói một câu. Tiền chú đây không thiếu, chỉ thiếu tình cảm thôi. Tôi khẽ gật đầu. Dạ. Chú xoa đầu tôi. Đừng gọi là chú già lắm. Gọi một câu anh Toàn xem nào. Anh Toàn ơi. Chú Toàn cười ha hả Đấy. Thế có phải ngoan không nào. Hết tiền ăn chứ gì. Đây. Cầm tạm 2 triệu mà tiêu nhé. Hết chú lại cho. Tôi cầm luôn 2 triệu của chú Toàn. Giờ ngoài việc kiếm tiền để mua đồ ăn chi tiêu thì tôi không nghĩ được việc gì nữa. Đến đâu hay tới đó vậy. Cầm 2 triệu ở thành phố chỉ tiêu vèo một cái đã hết. Tôi mới mua được cái nồi cơm điện nhỏ một cái bếp ga mini và hai cái nồi, vài cân gạo và một số đồ dùng cần thiết. Thế là hết tiền. Mấy ngày sau tôi sang nhà hàng xóm và lần la hỏi dò về ông chú Toàn tốt bụng kia. Chú Toàn 52 tuổi, chú ở căn nhà 5 tầng bên ngõ đối diện. Nhà chú giàu lắm, vợ chú làm chủ một spa lớn, còn chú thì ở nhà trông coi hay dễ trọ khoảng 30 phòng. Con trai và con gái chú đang du học ở bên nước ngoài. Vợ chú đến spa đêm muộn mới về, nên ban ngày chú rất rảnh rỗi nên chú hay sang khu trọ với mọi người, ông ấy dễ tính, ai cũng quý mến. Tôi sắm đồ đạc hết vèo 2 triệu chú Toàn cho rồi, mà giờ hỏi xin chú tôi lại ngại và không biết phải mở lời như thế nào. Tôi nằm nghĩ mãi mà không nghĩ ra cách gì cả, chả lẽ bây giờ tôi đánh đổi bản thân để lấy tiền, ở nơi thành phố xa hoa này không có tiền thì không thể tồn tại được. Tới chiều, chú sang thu tiền điện của mọi người, tôi thấy chú liền mở cửa phòng ra và nằm quay mông ra ngoài cửa Chú liền ngó vào Bé mệt hay sao mà nằm im thế Tôi ngồi dậy kẽ nói Anh Toàn đi à, vào đi chơi đi Anh Toàn đi à, vào đi chơi đã Chú Toàn nhìn tôi nháy mắt Chờ anh đi thu tiền điện đã nhé Dạ vâng 15 phút sau, chú Toàn thu tiền điện xong Chú vào phòng tôi ngồi Tôi ngồi dựa vào tường cố ý để cổ áo trễ xuống hở ngực lấp ló Chú Toàn nhìn vào ngực tôi trầm trầm Tôi cảm nhận được chú đang thích tôi rồi Tôi mới cười và nói Em cảm ơn anh nhé. Tiền anh cho em mua đồ, mua gạo để nấu cơm rồi ạ. À. Mà giờ em chưa xin được việc, không biết tới khi nào mới có tiền trả cho anh nữa. Anh cứ cho em nợ nhé. Toàn nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng, rồi chú đưa tay. Chuyện nhỏ đó em không cần bận tâm đâu. Thế em có bạn trai chưa? Tôi cười e thẹn. Em làm gì có bạn trai đâu, em còn đang sợ ế đến này. Xinh như em mà không có bạn trai thì khó tin lắm. Em nói thật mà học xong lớp 9 em xuống đây luôn em làm gì có bạn trai đâu em còn chưa yêu lần nào ấy chú toàn sáng mắt lên bé chưa yêu lần nào thật hả có nghĩa là bé vẫn còn xin vâng trước ở nhà hết giờ học em hay phụ ba mẹ em làm nương nhà em nhiều việc lắm nên làm gì có thời gian mà yêu với trả đương với lại bố mẹ em khó tính em cũng không dám đi chơi luôn đấy anh ạ à. chú toàn nghe tôi nói vậy thì vui mừng phấn khởi lắm chú nói anh thích gái còn xin lắm nếu bé trao cho anh thì anh sẽ cho bé 20 triệu, chưa kể tiền bé nữa anh cho bé hết luôn. Ý bé thế nào? Nghe đến 20 triệu tôi bắt đầu bị sao động. Một con bé vùng cao như tôi, 20 triệu là cả một khoản tiền lớn. Số tiền đó bố mẹ tôi có thể làm nương, làm dẫy, tới 2, 3 năm chưa được từng đó. Nhưng tôi lại nghĩ nếu ông ấy coi trọng cái mảng diên biến như vậy thì 20 triệu đó là quá rẻ. Tôi liền nghĩ cách để thương lượng thêm. Em cảm ơn anh đã thương em. Em nghèo thật đấy, Em đang cần tiền thật đấy, nhưng có lẽ em xin được từ chối đề nghị của anh."Chú Toàn ngơ ngác nhìn tôi. "Ơ, ờ, em suy nghĩ lại đi, 20 triệu vẫn chưa đủ, em cứ nói ra để anh còn tính." Anh cũng biết là đối với con gái thì cái chi tiết là quan trọng nhất mà, mất đi rồi thì chẳng ai còn dám ấy đúng không ạ? À? "Thế 25 triệu được không?" Tôi vẫn lắc đầu từ chối, ông Toàn liền đứng dậy và nói, "30 triệu, giá cuối cùng đấy, em suy nghĩ rồi trả lời anh nhé." Thấy chú Toàn đi ra ngoài cửa, tôi đồng ý liền. Vâng, vậy 30 triệu nhá. Chú Toàn liền quay lại ngồi xuống nhìn tôi. Tiền thì em không phải lo, nhưng nếu em đã mất sim rồi mà em nói dối, thì anh một ngàn lẻ cũng không cho em đâu, vì anh có nguyên tắc của anh đấy. Tôi gật đầu đồng ý vì tôi chắc chắn rằng tôi chưa từng quan hệ với ai cả, nên tôi không việc gì phải lo. Sau đó, chú hẹn tôi một tiếng nữa, chú sẽ chờ tôi ở tiết ngoài đường ngoài kia. Tôi sẽ bắt xe ôm ra đó, rồi chú chở tôi đi nhà nghỉ Tôi đồng ý và nhắc chú nhớ mang theo 30 triệu đồng Tắm rửa sạch sẽ Rồi mặc cái váy màu trắng Trang điểm nhẹ nhàng rồi đi Mặc dù tôi biết việc này là không hay ho gì Nhưng vì 30 triệu nên tôi tặc lưỡi Chỉ cần mình chịu đựng Ông ta vài tiếng thôi Là mình có 30 triệu rồi Mình sẽ gửi 20 triệu về cho mẹ Còn 10 triệu Mình sẽ mua một cái điện thoại dùng Mình sẽ ổn thôi mà, cố lên Tôi bắt xe đi ra điểm hẹn để chú Toàn trở đi ngồi sau xe chú Bảo, ôm anh đi bé. Tôi mới vòng tay ôm chú Toàn, cảm giác cũng không có gì lạ lạ, tôi cảm thấy bình thường, hóa ra ôm đàn ông hơn cả tuổi bố mẹ mình cũng không có gì đặc sắc. Chú Toàn là người ăn vụng biết chu mép, chú đưa tôi đi khá là xa để tránh gặp người quen, chúng tôi vào nhà nghỉ cách khu chợ gần chục cây số. Vào nhà nghỉ, chú nhìn tôi hài lòng. Bé xinh quá, càng nhìn càng yêu, nếu bé ngoan thì không cần đi làm thuê làm gì cho vất vả. Cứ ở nhà chơi anh nuôi hết. Bé có đồng ý không? Tôi gật đầu. Em cũng muốn như vậy lắm, nhưng em sợ vợ anh biết. Mà vừa anh làm spa nên trông rất trẻ đẹp. Làm sao anh còn muốn em nữa à? Chú Toàn nhìn tôi cười. Bà ta già rồi em ơi. Hàng họ dạo hết rồi. Vì lại có ai mặc đi mặc lại mãi một bộ quần áo không em? Anh cũng vậy. Chán cái áo cũ đó rồi nên anh muốn tìm một cái áo mới. Em suy nghĩ rồi trả lời anh cũng được. Anh không vội đâu, thời gian của anh rất nhiều mà." Tôi gật đầu, Dạ em sẽ suy nghĩ." Rồi chú Toàn bế tôi lên, áp mặt tôi vào ngực tôi người người. "Đúng là mùi con gái mới lớn, thơm quá." Tôi thấy hơi căng thẳng, Em lần đầu không biết có gì anh phải bảo em đấy nhé." Chú Toàn hào hứng, Được, không biết thì anh sẽ dậy từ từ, em sẽ biết hết thôi mà." Chú Toàn bắt đầu bỏ đồ của tôi ra, tôi giữ lấy tay chú Toàn, Anh có mang tiền cho em không đấy?" Có, anh nói là chỉ có chuẩn thôi, em cứ ngoan ngoãn là cái gì cũng có nhé. Tôi nằm không một mảnh vải che thân ở trên giường mà người cứ run bần bật. Chú Toàn hôn tôi từ trên trán xuống dưới bàn chân. Làm tôi thấy sườn hết da gà, tôi nhắm chặt mắt lại không dám mở ra, mặc cho chú muốn làm gì thì làm. Vì là lần đầu nên tôi đau kinh khủng. Khi biết tôi còn xin thật, chú Toàn cười sung sướng và làm chuyện đó mạnh bạo khiến tôi đau nước mắt chảy dài, nhưng nghĩ một lát sẽ có 30 triệu nên tôi cố gắng cắn răng chịu đựng để chú giày vò cơ thể mình. Cứ thế một lần rồi lần hai, tới lần ba thì chú mới buông tha cho tôi. Sau 4 tiếng nằm trên giường với đủ các tư thế thì xương cốt của tôi mỏi dừ. Chú toàn thỏa mãn lăn ra ngủ tôi mới đi vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, thân thể thật thê thảm, cổ, ngực đầy vết cắn của chú Toàn, tôi lầm bẩm Ông ta cắn mình nhiều vậy, mà cắn như chó vậy. Phần thân dưới cũng sưng đỏ lên, đau và rát kinh khủng. Sau đó, tôi tự an ủi bản thân rằng, đời người con gái ai cũng sẽ phải trải qua cảm giác này, chỉ là trải qua với người mình yêu hay không yêu thôi mà. Một lát sau, tôi gọi chú Toàn dậy. "Anh ơi, dậy đi, muộn rồi đấy." Chú Toàn dậy ôm và hôn lên trán tôi. "Em tuyệt lắm, em làm anh rất hài lòng đấy bé ạ. À. Đây, 30 triệu của em đây, không thiếu một đồng nhé." Tôi cầm lấy số tiền đó trong tay mà quên hết những đau đớn vừa trải qua. Dạ, em cảm ơn anh. Chú Toàn xoa đầu tôi và nói. Ừ, bé cứ suy nghĩ về đề nghị của anh đi nhé. Nếu bé đồng ý làm người yêu của anh, mỗi tháng anh cho bé 10 triệu, bé không phải đi làm gì cho mệt cả. Bé suy nghĩ rồi trả lời anh đi. Tôi gật đầu rồi cùng chú Toàn đi về. Chú chở tôi về đến đầu ngõ rồi thả tôi ở đó. Chú đi về trước còn tôi đi bộ về sau lần bán trinh của cuộc đời tôi nói như vậy đấy. Tuy là rất đau đớn, nhưng ít ra tôi vẫn còn may mắn vì chú Toàn là người giữ lời hứa và có trách nhiệm với tôi. Cầm 30 triệu trong tay, tôi chợt nhớ đến bố mẹ rồi quyết định gửi tiền về quê cho mẹ. Tôi gửi 20 triệu về, còn 10 triệu tôi mua một chiếc điện thoại 6 triệu và mua hai cái váy, mấy cái quần đùi mặc cho mát. Vì đang là mùa hè nóng nực, còn một ít tôi đi làm tóc và để chợ mua thức ăn dần. Tôi lấy điện thoại gọi về cho mẹ, Alo, Na hả con? Dạ con đây, bố mẹ và chị có khỏe không? Bố mẹ và chị vẫn khỏe con ơi, tiền ở đâu mà con gửi về nhiều thế? Con ơi, con đừng làm gì sai trái nha con, mẹ là mẹ thế lo lắm. Tôi cười và nói, mẹ yên tâm, con không làm gì sai hết, tiền con gửi về là con tự kiếm được mẹ ạ, à. bố mẹ và chị yên tâm đi. Con mới xuống thành phố được 10 ngày sao có thể nhiều tiền thế chứ? Con nói thật đi hay là con ăn cắp tiền của người ta hả con? Mẹ này, con đã nói là tiền con tự kiếm được cơ mà. Mẹ mà cứ nói như vậy nữa là con giận đấy, con không về nhà nữa đâu. Ờ ờ, mẹ biết rồi, mẹ không nói nữa. Con đừng giận đấy nhá, lúc nào rảnh con về nhà với bố mẹ con nhé. Cả nhà ai cũng nhớ con lắm, Na ơi. Vâng, tháng sau con sẽ thu xếp công việc rồi con về thăm bố mẹ. Lần đầu tiên tôi kiếm được tiền mà lại là kiếm từ vốn tự có của mình. Tôi thấy rất bình thường, không có gì sai trái cả vốn của mình thì mình bán thôi, có gì đâu mà sai. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu nghĩ tới lời đề nghị của chú Toàn. Làm người yêu của chú, mỗi tháng chú cho 10 triệu để tiêu xài, tiền nhà cũng không phải đóng. Thì thoảng, lại được chú đưa đi ăn, chú tặng quà. Tôi thấy rất hợp lý, việc đó chỉ cần kín đáo thì sẽ không ai phát hiện ra cả. Và khi về quê, tôi vẫn là một cô gái ngoan. Làm bồ nhí tôi thấy an toàn hơn làm gái, như là mấy chị làm cùng quán ở karaoke mấy chị ấy làm gái, vừa phải tiếp nhiều loại khách, rồi gặp gỡ đủ người quen thì mang tiếng mang tận về quê. Rồi ở quê mà biết thì xấu hổ, mang tiếng cả bố mẹ nữa. Các chị ấy rủ tôi ra quán làm cùng thì tôi đã từ chối không sang. Tôi quyết định sẽ làm bồ nhí cho kín đáo và an toàn. Tôi tự cho rằng quyết định của tôi là đúng đắn. Những ngày sau đó tôi làm bồ nhí của chú Toàn. Mỗi tuần tôi đi nhà nghỉ với chú một lần. Mọi chuyện cứ diễn ra kín đáo như lần đầu và không ai biết cả. Tôi bắt đầu lột xác từ con nai vàng ngơ ngác thành con cáo chính hiệu. Sau hơn một tháng xuống thành phố, tôi đã thay đổi từ tính cách đến ngoại hình. Dù mới 16 thôi, nhưng suy nghĩ trong đầu tôi như một đứa 26 tuổi. Tôi đủ bản lĩnh để tồn tại ở thành phố xa hoa này. Từ một cô gái quê mùa, tôi lột xác ngoạn mục. Bây giờ tôi đã tráng trèo, phồng phao, tóc dài thẳng mượt, ăn mặc trẻ trung năng động, không khác gì gái thành phố vì ở nhà cũng rảnh rỗi nên tôi đăng ký lớp học gym để dáng được đẹp hơn. Cứ đến thứ sáu là tới lịch hẹn, đi nhà nghỉ với chú Toàn. Không cần phải liên lạc điện thoại làm gì cả. Cứ đến giờ là tôi bắt xe ôm tới nhà nghỉ quen thuộc và chờ chú. Như thế là an toàn nhất, mà vợ chú Toàn cũng không thể biết được. Mấy bà ở xóm trọ thấy tôi ở nhà chơi mà vẫn có tiền ăn diện thì bắt đầu để ý tới tôi. Đàn bà vốn rất lắm mồ mà, cứ thế tôi đi qua là họ lại bàn tán. Con bé vùng cao đó làm nghề gì mà nó ở nhà suốt thế nhỉ? Từ ngày nó tới đây, tôi không thấy nó làm việc gì cả. Nhìn cái cách nó ăn mặc như mấy con ca phê ở quán hát ấy, hay là nó làm gái? Tôi mới quay lại nhìn mấy bà và nói. Mấy bà thắc mắc gì thì cứ hỏi thẳng cháu đây này, đừng có nói này nói nọ sau lưng cháu, kém sang lắm. Mấy bà lảng sang chuyện khác. Đâu, ai nói gì cô đâu, cô nghe nhầm rồi đấy. Tôi nhếch mép cười. Cháu đã già đâu, nên cháu chưa bị điếc. Còn việc của cháu làm gì cũng không ảnh hưởng đến nhà mấy bà đâu. Nói sau so lưng người khác cũng không làm mấy bà giàu lên được đâu, nên tự bây giờ mấy bà hãy cẩn thận cái mồm của mình đấy. Tôi nói xong rồi quay đi, bà Hoa liền mỉa. Thôi thôi, mấy bà đừng nói gì nữa, cái bọn vùng cao dân trí thấp đấy nó không hiểu gì đâu. Nói làm gì cho mệt, sang nhà tôi ăn nho đi. Nho con gái tôi gửi ở Mỹ về đây, ở Việt Nam có tiền cũng không mua được đâu. Nghe những lời vùng cao, dân trí thấp, là máu tôi, nó dồn lên não, thế là tôi muốn thử thề luôn lúc đó. Nhưng đã kìm nén được cơn tức giận của mình, tôi quyết định trả thù bà Hoa. Tôi phải trả thù thì mới hạ giận được, tôi bắt đầu điều tra về gia đình của bà ta. Nhà bà Hoa ngay ở cạnh khu trọ của tôi, nhà bà ấy cũng giàu lắm, con cái thành đạt và ở bên nước ngoài hết, chỉ có bà và chồng bà ấy ở nhà. Ông bà đã về hưu nên rất rảnh rỗi, chồng bà ấy là ông Tuấn vẫn hay sang nhà ông ba trong khu trọ để đánh cờ, còn bà Hoa thì hay sang buôn Dơ lê bán dưa chuột với mấy bà già lắm mồm trong khu trọ. Vì biết ông Tuấn thường đi tập thể dục ở công viên gần đó lúc 5 giờ sáng, nên tôi đã dậy sớm để ra công viên nhằm tiếp cận ông Tuấn. Vì muốn trả thù bà Hoa mà tôi đã hy sinh giấc ngủ của mình để dậy đúng từ 5 giờ sáng đấy. Đi bộ một vòng thì ông Tuấn ngồi ở ghế đá, tôi vui vẻ lại ngồi cùng. Dạ cháu chào chú ạ. À. Ông Tuấn nhìn tôi ngạc nhiên. Ờ cháu có phải là con bé sống trong khu trọ không? Dạ đúng là cháu đấy ạ. Ừ, cháu cũng tập thể dục à, hôm nay chú mới gặp cháu đấy. Dạ đợt này cháu thấy mình béo quá, nên đi tập thể dục để giảm bớt mỡ thừa đấy chú. Béo đâu mà béo, chú thấy người cháu đẹp lắm. Tôi mới chỉ tay vào bụng. Đây này, chú sờ vào đây mà xem, đầy mỡ đây này. Chú Tuấn nhìn vào bụng tôi, chiếc áo hai dây tôi mặc đủ hở một chút, ngực và hở một chút bụng trắng trắng xinh xinh, chiếc quần đùi jean ngắn sắt tận bẹn kèm một nụ cười tươi giói khiến chú Tuấn ngại và quay mặt đi. Ê, ê chết, chú xin lỗi nhá. Chú xin lỗi gì đây à? Chú Tuấn luống cuống. Thôi, chú đi bộ thêm vòng nữa rồi về đây. Cháu về sau nhé. Tôi mình làm lấy tay chú. Kìa chú, ngồi lại với cháu thêm một lúc nữa đi mà. Một người đàn ông đứng trước một cô gái trẻ đẹp là lời gợi tình thì sao có thể cưỡng lại được chứ? Chú Tuấn ngồi xuống ngập ngừng và hỏi. Cháu có tâm sự gì à? Sao lại muốn ngồi với chú? Tôi nhẹ nhàng và nói Dạ cháu muốn có người để nói chuyện mỗi ngày đấy chú ạ à. Ở nơi này cháu cô đơn lắm Suốt ngày lùi thùi một mình Cháu tự kỷ tới nơi rồi Thế cháu muốn làm bạn với chú à Vâng, vậy có được không hả chú Không được đâu Cháu nên tìm người trẻ hợp hơn với cháu Vì chú già rồi, không hợp với cháu đâu Tôi nhìn chú Tuấn nháy mắt Cháu chỉ thích làm bạn với người lớn tuổi hơn thôi chú ạ à. Tại sao lại vậy Vì người lớn tuổi hơn rất đứng đắn nhá suy nghĩ của họ rất chín chắn làm bạn với họ cháu thấy an toàn chú ạ à. cháu có thể làm bạn với chú không cháu và chú sẽ làm bạn bí mật nghe tôi nói vậy chú tuấn còn ngập ngừng nhưng chưa biết trả lời ra sao thì tôi nằm lấy chú đặt lên đôi mình ánh mắt tôi gợi tình làm chú không thể từ chối ừ chú đồng ý tôi liền chia điện thoại ra cho cháu xin số điện thoại của chú ạ à. mai kia rảnh thì cháu gọi đây là số của cháu nhé đây số của chú đây Cháu nhớ gọi chú đi nhá. Đấy, chỉ vài đường cơ bản chú Tuấn đã đổ như chuối rồi, cứ chờ đấy thời gian tới vợ chú sẽ biết tay. Từ hôm đó chú Tuấn thay đổi hẳn, sáng nào cũng đi tập thể dục sớm, tóc vuốt keo bóng loáng, xịt nước hoa thơm phức, ra tới công viên gặp tôi ở chỗ cây đá quen thuộc chú liên hỏi: "Sao cháu không gọi điện cho chú, làm chú cứ mau mãi?" "Chú vội vàng gì chứ, thời gian còn dài mà, với lại mấy hôm nay cháu bị đau bụng, người cứ khó chịu ấy." chú mua thuốc gì mà uống không thấy đỡ gì cả chú Tuấn lo lắng thế cháu đã đi khám chưa cháu chưa đi khám lằng nhằng tốn tiền lắm mà tiền thì cháu hơi hạn hẹp nên cháu có mặc kệ trả sao đâu chú ạ à. ấy thì không được đâu để chú đưa tiền cho cháu mà đi khám nhé không cháu không lấy tiền của chú đâu cháu không sao đâu mà chú cứ kệ cháu đi chú nói phải nghe chứ cháu ngủ đây chờ chú một lát chú về lấy tiền nói rồi chú tuấn vội vàng đi về nhà thấy bà hoa đi chợ không có nhà chú liền mở kết và lấy 5 triệu mang ra công viên cho tôi cháu cầm lấy tiền rồi đi khám đi nghe lời chú không chú giận đấy nhưng mà cháu thấy ngại lắm rồi bao giờ cháu mới có tiền trả chú đây không phải trả cho chú đâu tôi liền nhìn chú tuấn rồi nháy mắt cháu không có tiền chỉ có tấm thân này thôi chú có lấy không chú tuấn nhìn tôi nuốt nước bọt có lấy lấy chứ Tôi cũng không thể ngờ bản thân tôi lại to gan lớn mật như thế. Một lúc tôi cặp với hai người đàn ông trung tuổi, tôi rất kín đáo. Thứ sáu tôi đi với chú Toàn, thì thứ ba tôi đi với chú Tuấn. Cả hai ông chú mê tôi như điếu đổ, và hai ông chú rất dễ tính. Chú Toàn cho tôi 10 triệu một tháng, còn chú Tuấn cũng cho tôi 5 triệu một tháng. Mỗi tuần đi nhà nghỉ một lần, nhưng tôi cặp với chú Tuấn là để trả thù ba hoa, nên tôi tính toán kỹ lưỡng hơn. Tôi nịnh chú Tuấn và vào vĩnh chú nhiều hơn. Tôi nói là bố mẹ đang làm ở quê. Tôi muốn mượn chú 50 triệu để giúp bố mẹ. Chú Trần chú mãi không muốn cho tôi mượn tiền thì tôi giận dỗi không đi nhà nghỉ với chú nữa. Thế là bắt buộc chú Tuấn phải cho tôi 50 triệu. Sau đó một thời gian tôi tiếp tục xin sỏ chú Tuấn tiền mua xe máy. Chú Tuấn lại tiếp tục cho tôi 30 triệu nữa. Số tiền còn lại xin chú Toàn. Thế là tôi đủ tiền mua xe. Nhưng tôi nói là chờ sang năm tôi đủ tuổi rồi nên mới mua nên tôi gửi toàn bộ số tiền đó về nhà cho bố mẹ tôi cầm hộ. Vì không bị phát hiện nên tôi lại càng tự tin vào việc cặp bồ của mình, được hai ông chú chu cấp đều mỗi tháng nên cuộc sống của tôi rất thoải mái, tôi thích mua gì ăn gì thì ăn, tôi thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình. Thế nhưng những ngày tháng không làm mà có ăn của tôi cũng phải kết thúc, sau 6 tháng cặp kè với hai người đàn ông trung tuổi, tôi đã bị mọi người phát hiện thế mới nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra đêm đó hai bà vợ của hai ông chú đánh ghen ngay tại nhà trọ đêm đó tôi đang ngủ có tiếng gõ cửa ai đây tiếng chị phòng bên chị vân đây em mở cửa cho chị xin cốc nước lọc với nghe tiếng chị vân phòng bên tuy không thân nhưng tôi và chị ấy cũng bình thường không va chạm gì nên tôi bỏ điện thoại xuống giường và nói vâng đợi em một tí Tôi dậy mở cửa thì thấy hai bà vợ cùng năm bà khác đứng ở trước cửa phòng. Bà Hoa đạp cửa phòng rồi mấy bà xông vào đánh tôi liên tiếp. Tôi choáng quá, các bà lại đông nên tôi không thể chống cự được. Tôi bị họ túm tóc, cắt phăng mái tóc dài của mình. Họ đấm, đá, cào cấu tôi tư tươi tả, tư không còn sức chống cự nữa. Tôi nằm lăn lóc trên sàn nhà mà đau đớn. Bà Hoa chửi um lên. Cái loại này, mới nứt mắt ra đã làm gái rồi. Mày cặp với chồng bà, moi bao nhiêu tiền của bà rồi hả? Hôm nay ta cào nát cái mặt của mày ra, xem mày còn đi dụ trai được nữa không? Còn khốn nạn này. Bà vợ ông Toàn thì hô hoán ẩm ý cả khu trọ lên. Mọi người ơi, ra đây mà xem con này, nó giật chồng người khác đây này. Nó mới 16 tuổi thôi, mà nó đã tinh danh cáo già rồi. Một lúc, nó cặp với hai người đàn ông bằng tuổi bố nó đấy. Mọi người ra mà xem, rồi chưa cái mặt nó ra, không có ngày mất chồng như chơi đấy. Trận đánh ghen kinh hoàng, làm náo loạn cả khu trọ tôi bị cắt tóc, bị đánh bầm dập, bị tống ra khỏi khu trọ ngay trong đêm đó. Ông Toàn và ông Tuấn sở vợ nên chỉ ngồi im ở trong nhà không dám thò mặt ra ngoài. Tôi bị đánh, trần đi tập tiễn, ôm mấy bộ quần áo đi lang thang trên đường. Nửa đêm đường vắng lặng, toàn thân tôi đau ê ẩm, tôi chưa biết đi đâu về đâu nữa. Mặc dù bị đánh đau như vậy, nhưng tôi không khóc, tôi vẫn lì lắm. Chuyện này đối với tôi vẫn bình thường, vẫn chưa đủ để tôi sợ hãi đâu. Mệt quá tôi mới ngồi ở vỉa hè, tôi tính là chờ đến khi trời sáng tôi sẽ tìm thuê nhà trọ mới tôi sẽ bám trụ ở thành phố này đâu thể vì chuyện nhỏ nhặt ấy mà tôi quên đi đâu bằng mọi giá tôi phải bám trụ ở nơi này một lúc sau có một người đàn ông trẻ tuổi đi con xe a blade anh ấy tới thấy tôi ở vỉa hè hỏi rẻ trường này em sao thế có cần anh giúp gì không tôi lắc đầu dạ em không sao trời em bị thương rồi thế nhà em ở đâu để anh chờ em về em không có nhà sao thế Thế sao em lại bị thương nhiều thế? Thế anh đưa em tới bệnh viện nhé. Em không sao đâu. À anh có biết ở đâu có nhà trọ cho thuê không? Em muốn thuê nhà sao? Dạ vâng. Em ở trên quê xuống đây mà. Anh biết chỗ nào thì chỉ cho em với. Để sáng mai em tới thuê à? Thế thì đi theo anh. Khu nhà anh thuê trọ vẫn còn phòng đấy. Anh chở em về đó rồi sáng anh hỏi bác chủ trọ cho nhé. Tôi nhìn anh ta nghi ngờ. Anh có đáng tin không đấy? Tin được nhé. Anh Tiên Bình 30 tuổi, quê anh ở Thái Bình, anh lên đây làm việc và thuê trọ ở đây mà yên tâm, anh không lừa em đâu mà sợ. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, liệu Giang Bình có phải là một người đàn ông tốt chỉ có ý nghĩ đơn thuần là giúp cho Na hay không? Và Na sẽ còn gặp những chuyện gì ở tiếp theo nữa? Mời quý vị và các bạn hãy cùng đón nghe tập tiếp theo trên kênh chuyện Radio góc cảm xúc còn bây giờ ngọc diệp xin chào quý vị và các bạn chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thư giãn và vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại